từ cuối thế kỷ 19, gạch bông gió đã theo Pháp đặt chân đến Việt Nam. Qua nhiều năm tháng thì gạch bông gió cũng đã khoác lên mình nhiều lớp áo mới. Nhờ các kiến trúc sư mà gạch bông gió được thổi hồn vào những màu sắc khác nhau cũng như là các quy cách sắp xếp khác nhau để tạo ra hiệu ứng thị giác tốt nhất. Ngoài mặt tiền thì gạch bông gió còn ứng dụng được nhiều vị trí khác, như là gạch bông gió có thể ứng dụng làm hàng rào để tạo cảm giác tránh cái mảng tường nó trở nên quá là đặc, cũng như là thay thế lan can sắt hoặc là kính bằng lan can gạch bông gió, cũng như tạo hiệu ứng thị giác tốt cho mặt tiền của mình. Đối với trong nhà, gạch bông gió còn được sử dụng để làm lan can ban công thay cho sắt hộp hoặc là kính để tạo góc nhìn thị giác ở mặt tiền. Ngoài ra thì bên trong nội thất thì gạch bông gió còn được sử dụng nhiều để làm vách ngăn cũng như là vách trang trí để các không gian xuyên suốt cũng như là điều tiết vi khí hậu trong nhà. Ngoài ra thì việc lồng ghép giữa cây xanh và gạch bông gió sẽ tạo ra được nhiều hiệu ứng về cảnh quan rất là độc đáo trong không gian gia đình của mình. Vậy nên việc ứng dụng gạch bông gió trong ngôi nhà hiện đại của chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự khô khan và cứng nhắc của những mảng tường đặc, tạo cho bầu không khí trở nên an lành và an yên hơn. Tuy vậy, anh chị mà muốn sử dụng gạch bông gió để cho trang trí nội thất cũng như là ngoại thất của mình để có cái nhìn đẹp nhất cũng như là đảm bảo về thẩm mỹ thì anh chị cần bàn bạc trước với kiến trúc sư để đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất cho ngôi nhà của mình. Tôi là Trường, kiến trúc sư tại Đắc Thủ. Nếu anh chị đang quan tâm đến vấn đề về ứng dụng vật liệu trong kiến trúc, hãy theo dõi kênh của Đắc Thủ.